Kính chào quý khán thính giả, hôm nay tôi xin phép đọc những chuyển biến mới của phong trào công nhân ở Việt Nam từ những năm 1925 đến năm 1930. Từ năm 1925 trở đi, nhờ sự xuất hiện và tăng cường hoạt động của các tổ chức cách mạng, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, các tư tưởng của cách mạng tháng 10 Nga và chủ nghĩa cộng sản đã được truyền bá rộng rãi trong công nhân và nhân dân lao động. Nhờ vậy, phong trào công nhân hai ngày càng phát triển và chuyển biến nhanh chóng về chất. Các cuộc đình công, bãi công liên tiếp nổ ra ở nhiều nơi. Trong hai năm 1926-1927 đã nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân, tiêu biểu là bãi công của công nhân bưu điện Sài Gòn, công nhân dệt Nam Định, công nhân đồn điền Cam Tiên, đấu tranh cả của công nhân đồn điền Đà Lạt ở Thái Nguyên, vân vân. Các cuộc đấu tranh này đều nhằm vào hai mục đích chung tiêu điều biểu là đòi tăng lương từ 20 đến 40% và đòi thực hiện ngày làm 8 giờ như công nhân ở bên Pháp. Điều này chứng tỏ công nhân không còn là bị chi phối lệ thuộc nặng nề vào các yêu cầu và lợi ích cục bộ địa phương mà biết chú ý tới lợi ích chung của giai cấp bằng cách đề ra các yêu sách phù hợp về cơ bản với nguyện vọng của đông đảo công nhân. Từ năm 1928, phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và tổ chức và Tân Việt Cách mạng Đảng đã có tác dụng thúc đẩy và nâng cao nhanh chóng ý thức giác ngộ của và lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. Vì vậy, phong trào công nhân đã nổ ra mạnh mẽ, sôi nổi đều khắp ba kỳ. Số lượng các cuộc đấu tranh của công nhân trong các năm 1928-1929 đã lên đến 40 cuộc, tăng gấp 2,5 lần so với những năm 1926-1927. Trong số đó, tiêu biểu là các cuộc bãi công của công nhân mỏ than Mạo Khê, Quảng Ninh, nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà máy tơ Nam Định, nhà máy cưa Bến Thủy, Vinh, công nhân đồn điền Lộc Linh, đấu tranh của công nhân hãng xe tay Hải Phòng, dệt Nam Định, nhà máy xe lửa Tràng Thi, nhà máy Avia, đồn điền cao su Phú Riềng, hãng dầu Hải Phòng, nhà máy gang Hưng Ký, đồn điền cao su Cam Tiên. Đặc biệt trong cuộc bãi công của 200 công nhân xưởng sửa chữa ô tô Avia Hà Nội tháng 5 năm 1929 đã có sự lãnh đạo của kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và chi bộ Cộng sản đầu tiên mà người đóng vai trò chỉ đạo trực tiếp là đồng chí Ngô Gia Tự. Để chỉ đạo công nhân đấu tranh, một ủy ban bãi công đã được thành lập. Ủy ban bãi công đã phát truyền đơn kêu gọi công nhân và lao động Hà Nội hưởng ứng và ủng hộ cuộc bãi công của công nhân Avia. Nhờ vậy, cuộc bãi công đã được nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực từ công nhân nhà máy, nhiều nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh xung quanh như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định. Tháng 7 năm 1929, Tổng công hội đỏ Bắc Kỳ được thành lập. Tổng công hội đỏ đã đề ra chương trình, điều lệ và quyết định sản xuất tờ lao động làm cơ quan ngôn luận. Sự kiện đó vừa thể hiện bước trưởng thành của phong trào công nhân, vừa tạo điều kiện thúc đẩy giai cấp công nhân đi lên dần và đấu tranh có tổ chức, có lãnh đạo thống nhất. Nhìn chung, những năm 1926-1929, phong trào công nhân Việt Nam đã có những bước tiến bộ mới so với trước. Các cuộc bãi công nổ ra rầm rộ, sôi nổi và quyết liệt hơn. Những cuộc đấu tranh của tự phát đã giảm đi và thay vào đó là những cuộc đấu tranh có ý thức, có tổ chức với quy mô ngày càng lớn. Công nhân đấu tranh không chỉ nhằm đòi các quyền lợi kinh tế như tăng lương, giảm giờ làm, đòi cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn nhằm cả mục đích chính trị, chống lại các chính sách áp bức bóc lột của bọn chủ nghĩa tư bản và chính quyền thực dân phong kiến. Họ cũng đã biết đoàn kết nhau lại để đấu tranh có phương pháp, có tổ chức và kế hoạch. Chính bọn thực dân đã phải thừa nhận, từ đây hành động tập thể của những người lao động đã thay thế cho những vụ âm mưu của các hội kín. Cùng với các cuộc đấu tranh ngày càng trở nên quyết liệt, giai cấp công nhân còn nhiều hoạt động biểu lộ tinh thần cách mạng, ý thức quốc tế của mình. Trong các kỳ dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm 1929, Cách mạng tháng 10 Nga mùng 7 tháng 11 năm 1929, công nhân nhiều nơi đã tổ chức meeting treo cờ đỏ giải truyền đơn tuyên truyền cách mạng. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân ngày càng có sức thu hút, lôi cuốn mạnh mẽ đối với nhiều tầng lớp nhân dân khác, nhất là nông dân, đi vào cuộc đấu tranh chống đế quốc phong kiến. Từ năm 1927 đến năm 1929 đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của nông dân chống siêu cao thuế nặng, chống các thủ đoạn cướp đoạt ruộng đất của bọn cường hào ác bá. Điển hình là các cuộc đấu tranh của nông dân Bình Giang, Thanh Hà, Vĩnh Bảo, Tứ Kỳ, Hải Dương, Tú Đôi, Kiến Thụy, Kiến An, Tam Sơn, Bắc Ninh ở các tỉnh Thái Bình, Nghệ An. Bên cạnh các cuộc đấu tranh chống siêu cao thuế nặng, nông dân còn lập ra các hội tương thế tế, hội hát, hội lập nhà, hội hiếu hỉ để đoàn kết giúp đỡ nhau lẫn nhau những lúc khó khăn, đồng thời vận động bài trừ các hủ tục dưới
cưới xin ma chay, phong trào công nhân, phong trào đấu tranh của nông dân và các tầng lớp thị dân càng phát triển sôi nổi thì càng đòi hỏi phải có tổ chức và lãnh đạo, nhu cầu thành lập một chính đảng cách mạng đủ khả năng tập hợp lực lượng dân tộc và gánh vác vai trò lãnh đạo sự nghiệp giải phóng đất nước được đặt ra và ngày càng trở lên cấp thiết đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. Ba tổ chức cộng sản ra đời và việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Một, sự xuất hiện của tổ chức Cộng sản Việt Nam. Vào cuối những năm 20, Bắc Kỳ là nơi phong trào cách mạng phát triển mạnh hơn cả so với các vùng khác trong cả nước. Tại đây, hai tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng đang ra sức hoạt động nhằm lôi kéo và tranh giành quần chúng. Trong khi Việt Nam Quốc dân Đảng đang ngày càng tỏ ra lúng túng về phương thức hoạt động, thì tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hoạt động ngày càng có hiệu quả. Số hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ đã phát triển khá đông, chiếm 900 trên 1.600 hội viên trong cả nước. Hơn thế nữa, thông qua phong trào vô sản hóa, nhất là chịu tác động trực tiếp của phong trào cộng sản qua con đường Trung Quốc, nhiều hội viên thanh niên tiên tiến là những học trò xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sớm nắm bắt được các yêu cầu của thời cuộc và nhanh chóng nhận thấy sự cấp thiết phải thành lập một đảng cộng sản để thay thế Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo và đưa phong trào cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên. Để xúc tiến chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản tháng 3 năm 1929, những hội viên tích cực nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ đã nhóm họp tại số nhà 5D, phố Hàm Long, Hà Nội, quyết định lập ra chi bộ Cộng sản đầu tiên gồm 7 người là Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Cung, Đỗ Ngọc Du, Dương Hạc Đính và Nguyễn Tuân. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Cộng sản, cuối tháng 3 năm 1929, kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã họp tại đại hội tại Sơn Tây. Đại hội đã trao đổi, thảo luận nhiều ý kiến và đi tới thống nhất chủ trương thành lập Đảng Cộng sản của những người lãnh đạo kỳ bộ, đồng thời quyết định cử một đoàn đại biểu gồm 4 người, Trần Văn Cung là bí thư chi bộ, phụ trách đi dự đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sẽ tổ chức ở Hương Cảng đầu tháng 5 năm 1929. Tại đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đoàn đại biểu kỳ bộ Bộ Bắc Kỳ đã đưa ra đề nghị giải tán tổ chức thanh niên và thành lập Đảng Cộng sản. Đề nghị đó không được chấp nhận nên đoàn đại biểu kỳ bộ Bắc Kỳ đã bỏ đại hội ra về. Sau khi trở về nước, ngày 1 tháng 6 năm 1929, đoàn đại biểu kỳ bộ Bắc Kỳ đã ra tuyên ngôn giải thích lý do vì sao hội lại rời bỏ đại hội và chỉ rõ những điều kiện để thành lập một chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân và chín muồi. Tuyên ngôn viết: Một, ở Việt Nam tư bản rất phát đạt đã bắt đầu nhóm vào một số người từ tư bản tập trung. Hai, vô sản giai cấp ở Việt Nam ngày càng đông và càng giác ngộ, nông dân nghèo cũng một ngày một nhiều. 3. Hiện nay ở Việt Nam chưa có đảng nào là đảng đại biểu cho vô sản giai cấp. Từ sự phân tích đó, bản tuyên ngôn nhấn mạnh phải tổ chức ngay Đảng Cộng sản thì mới dẫn đạo cho vô sản giai cấp làm cách mạng được. Tuyên ngôn của đoàn đại biểu kỳ bộ Bắc Kỳ đã có sức hút mạnh đối với hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Nhiều hội viên đã hăng hái xin gia nhập chi bộ Cộng sản. Để đáp ứng nhu cầu đó, ngày 17 tháng 6 năm 1929, Đông Dương sản Cộng sản Đảng được thành lập tại số nhà 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội với sự tham gia của 20 đại biểu ưu tú từ của kỳ bộ thanh niên. Sau khi ra đời, Đảng Đông Dương Cộng sản Đảng cho tuyên bố tuyên ngôn điều lệ và phát hành báo Búa Liềm làm cơ quan tuyên truyền của Đảng. Bản tuyên ngôn nêu rõ Đông Dương Cộng sản Đảng là đại biểu của giai cấp vô sản, bao gồm những người giác ngộ và tiên tiến hơn cả. Đảng binh vực quyền lợi cho toàn thể vô sản giai cấp, dân cảnh nghèo và tất cả những người làm lụng bị bóc lột và đè nén. Bên cạnh công tác tuyên truyền, Đông Dương Cộng sản Đảng còn cử người vào Nam Kỳ và đi các địa phương để xây dựng và phát triển cơ sở đảng. Do đó, đến tháng 8 năm 1929, nhiều cơ sở đảng, nhất là ở Bắc Kỳ đã được thành lập. Trước ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Đông Dương Cộng sản Đảng, Tổng bộ Thanh niên và Kỳ bộ Nam Kỳ quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Vào tháng 8 năm 1929, An Nam Cộng sản Đảng xuất bản báo đỏ ở Hương Cảng rồi gửi về nước và để truyền bá trong nhân dân. Cùng với quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên dẫn tới sự ra đời của hai tổ chức cộng sản, xu hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng lôi cuốn và tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của đại đa số đảng viên Tân Việt, các đại biểu tờ Tân Việt chân chính. Họp tại Sài Gòn tháng 9 năm 1929 đã ra tuyên đạt về chính thức lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
Ngày 31 tháng 12 năm 1929, một số đại biểu ưu tú của Tân Việt Cách mạng Đảng như Trần Hữu Chương, Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Khoa Văn, Trần Đại Quả, Ngô Đức Đệ đã họp mặt trên một con thuyền trên trên sông Đò Trai, Đức Thọ để thảo luận và thông qua các điều các văn kiện của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Cuộc họp bị lộ, tất cả đại biểu tham dự đều bị bắt rồi đưa về giam tại nhà Lao Vinh. Đến đây, quá trình phân hóa trong nội bộ Thanh Tân Việt Cách mạng Đảng coi như kết thúc. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào nửa sau năm 1929 khẳng định nước bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Nó chứng tỏ hệ tư tưởng cộng sản đã giành được ưu thế trong phong trào dân tộc. Sự kiện đó cũng chỉ ra rằng những điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản đã hoàn toàn chín muồi trong phạm vi cả nước. 2. Thống nhất phong trào cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi ra đời, ba tổ chức cộng sản đều tuyên bố ủng hộ quốc tế cộng sản, đều tự nhận mình là đảng cách mạng chân chính. Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền vận động quần chúng, các tổ chức cộng sản không tránh khỏi tranh giành ảnh hưởng, công kích lẫn nhau. Đảng Cộng sản Đông Dương Cộng sản Đảng cho An Nam Cộng sản Đảng là hoạt đầu giả cách mạng, An Nam Cộng sản Đảng lại cho Đông Dương Cộng sản Đảng chưa thật sự là cộng sản, chưa thật sự là Bolshevik. Tình hình đó gây tổn hại lớn cho sự phát triển của phong trào cách mạng, vừa gây lên tâm trạng nghi ngờ, hoang mang trong quần chúng. Ngày 27 tháng 10 năm 1929, Quốc tế Cộng sản đã gửi cho những người Cộng sản Đông Dương một bức thư, trong đó yêu cầu tổ chức Cộng sản phải chấm dứt sự chia rẽ, công kích lẫn nhau, đồng thời xúc tiến hợp nhất thành một chính đảng duy nhất ở Đông Dương. Thực hiện chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Đông Dương Cộng sản Đảng đã cử đại diện sang Hương Cảng tiếp xúc và bàn việc hợp nhất với An Nam Cộng sản Đảng. Trong các cuộc gặp gỡ, mỗi bên đã đưa ra những yêu cầu mà bên kia không thể chấp nhận được. Kế hoạch hợp nhất do hai đảng chủ động đề ra, do đó đã không đạt được kết quả. Đúng vào thời điểm khó khăn, phức tạp ấy, Nguyễn Ái Quốc đã xuất hiện như một vị cứu tinh của cách mạng và phong trào cộng sản Việt Nam. Sau vụ loạn của Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc, từ tháng 4 năm 1927, Nguyễn Ái Quốc rời Quảng Châu sang Liên Xô và tiếp tục hoạt động trong quốc tế cộng sản. Cuối năm 1927, người qua Đức, Pháp rồi trở về Xiêm. Tại đây, người đã ra sức tuyên truyền, giác ngộ và xây dựng các cơ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong kiều bào Việt Nam. Đầu tháng giêng năm 1930, trước nhu cầu cấp bách của phong trào cộng sản trong nước, trước sự ủy nhiệm của quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã đến Hương Cảng để triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất ở Việt Nam. Hội nghị gồm 5 đại biểu, 2 đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng là Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh và 2 đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng là Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu. Dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, tại phiên họp ngày 3 tháng 2 năm 1930, các đại biểu đã nhất trí hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt và điều lệ tóm tắt của Đảng. Bản chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt của Đảng đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp vô sản giai cấp. Đảng chủ trương tiến hành tư sản dân quyền cách mạng và bổ và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Nhiệm vụ của cách mạng đó là đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc, thành lập chính phủ công nông binh. Chính phủ đó sẽ tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc, phong kiến để chia cho nông dân nghèo, quốc hữu hóa các sản nghiệp, mở mang phát triển công nông nghiệp, thực hiện các quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng nam nữ, thi hành luật ngày làm 8 giờ. Để hoàn thành được mục tiêu, Đảng phải thu phục cho được đại đa số dân cày và phải dựa vào những hạng dân cày nghèo, đồng thời phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản trí thức trung nông để lôi kéo họ về phe vô sản giai cấp. Còn đối với phú nông trung tiểu địa chủ và tư sản Việt Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít nữa là làm cho họ tập trung, bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ. Chính trong chính cương vắn tắt là sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và thông qua tại hội nghị đã vạch ra phương hướng phát triển của cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đường lối đó là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản, giữa tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản và thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Sau hội nghị hợp nhất ngày 24 tháng 2 năm 1930, theo đề nghị của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấp thuận kết nạp tổ chức Cộng sản vào này và Đảng. Như vậy, tính đến ngày 24 tháng 2 năm 1930, việc hợp nhất giữa ba tổ chức Cộng sản thành một chính Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam mới được hoàn tất trên thực tế. Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng cách mạng tiên tiến của thời đại với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của Đảng chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ đây, giai cấp công nhân thật sự trở thành một lực lượng chính trị độc lập, thống nhất trong cả nước. Thông qua chính đảng của mình, giai cấp công nhân có sứ mệnh lãnh đạo toàn thể dân tộc và nhân dân vượt mọi thác gành hiểm trở để đưa con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến vinh quang. Sự ra đời của Đảng đầu năm 1930 đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước ở Việt Nam trong mấy chục năm qua. Đây là khâu chuẩn bị quan trọng đầu tiên cho một thời kỳ vùng dậy oanh liệt nhất và là bước nhảy vọt vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Với sự ra đời của Đảng, cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới và dân tộc Việt Nam. Từ đây sẽ từng bước tiến lên hội nhập vào phong trào cách mạng thế giới. Tôi xin dừng buổi đọc hôm nay ở đây. Kính chào quý khán thính giả.